xin kính chào quý vị khán giả quý vị đang đến với bản tin dự báo thời tiết của đài phát thanh truyền hình lai châu thưa quý vị đêm nay và ngày mai dự báo toàn tỉnh lai châu mây thay đổi có mưa rào và rông rải rác trong cơn rông đề phòng lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ phổ biến từ 15 đến 28 độ vùng núi cao từ 13 đến 21 độ và độ ẩm là từ 50 đến 98% chi tiết các nơi trong tỉnh như sau tại khu vực thành phố lai châu nhiệt độ giao động từ 18 đến 24 độ và độ ẩm là từ 55 đến 98% ở huyện Mường Tè, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ, độ ẩm từ 50 đến 98%. Còn ở huyện Sinh Hồ, dự báo nhiệt độ dao động từ 15 đến 21 độ và độ ẩm là từ 50 đến 98%. Tiếp theo là huyện Than Uyên, nhiệt độ dự báo từ 18 đến 26 độ và độ ẩm cũng từ 55 đến 98%. Còn ở huyện Nậm Nhùn, nhiệt độ dao động từ 18 đến 28 độ và độ ẩm từ 50 đến 98%. Ở huyện Tam Đường nhiệt độ giao động từ 18 đến 26 độ và độ ẩm cũng từ 55 đến 98%. Tiếp theo là huyện Tân Uyên, dự báo nhiệt độ giao động từ 18 đến 26 độ và độ ẩm là từ 55 đến 98%. Cuối cùng là huyện Phong Thổ, dự báo nhiệt độ ở đây giao động từ 18 đến 28 độ và độ ẩm là từ 50 đến 98%. Quý vị thân mến, hiện nay thì đợt không khí lạnh cuối mùa đã làm ảnh hưởng đến tỉnh Lai Châu, gây mưa rông rải rác kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, nhiệt độ đã giảm từ 6 đến 8 độ. Thời tiết ra mùa liên tục thay đổi thì cơ thể sẽ không kịp thích nghi, đặc biệt là những người liên quan đến các bệnh về đường hô hấp. Vì vậy cần phòng tránh tốt bằng việc cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể. Cùng với đó, mưa rào rải rác khiến đường xá trơn trượt và tầm nhìn hạn chế. Vì thế khi tham gia giao thông, nhất là những đoạn đường đèo dốc quanh co, người điều khiển phương tiện ở xe cần chú ý đi chậm và giữ khoảng cách với các phương tiện khác để tránh nguy hiểm. Tới đây bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và xin kính chào tạm biệt.